Vâng, chào mừng cô chú anh chị đã đến với kênh Bờ Lóc Báo Tiêu. Bờ Lóc Báo Tiêu đang ở nhà của chị Hồng Loan, nhà của con Nam Vũ Linh. Chị Hồng Loan mới về hồi sáng sớm nhé các bạn. Mình nghe một thông tin rất là quan trọng là có một người chị cũng tên là Người cô danh nhân tên là Kim Loan. người cô danh nhân tên là Kim Loan, cũng nhận nhận chị Hồng Loan làm con nuôi cách là quý nhé các bạn. Vâng, bây giờ Chồng chị Bình Minh. chồng chị Bình Minh mới vừa ra nhé các bạn. Xe của cầu Nam Vũ Linh nhé, xe của cầu Nam Vũ Linh. Vâng, thấy xe này là nhớ tới cậu Nam Vũ Linh rồi các bạn. Dạ thì Vâng, sáng một ngày hôm nguồn thông nay tin rất con là chính xác nhé. vui Rất nhất là mừng cho chị Hồng là Loan, các tại vì cô có chú tham gia nhiều cô vào chú anh em chị từ con cái xa, từ bên nước ngoài để cũng vậy. bây giờ Nói chung là thương chị đây Hồng Loan, nhận chị con Hồng cái Loan tham làm gia con nuôi từ nhé. Malaysia Rất về thì là cũng được rất là thăm quý. gia chương trình. Thì hôm qua con cũng có một chuyến đi làm từ thiện cùng với chú nghệ sĩ Ngân Tấn của chú chị Dạ. xuống dưới Sóc Trăng để phát quà. Thì cũng có một cô lớn tuổi danh nhân tên là Kim Loan luôn cô chú, thì cũng muốn nhận chị Loan làm con nuôi. Thì chị Loan cũng rất là xúc động nên là chị Loan cũng rơi những giọt nước mắt luôn các bạn. Dạ thì hiện tại bây giờ là trời Sài Gòn cũng mù đen, cũng chuẩn bị mưa nha cô chú. Thì sáng ngày hôm nay các cô khán giả thì cũng rất là thương chị Loan cho nên là đến gặp chị Loan. Sau khi chị Loan về đến nhà, các cô cũng đến gặp chị Loan và mua hàng để ủng hộ cho chị Loan nha cô chú. Phương mình nghe nói nghe một nguồn thông tin là chị Hồng Loan đó được tài trợ một cái hầm găng mấy chục triệu, được tài trợ một cái hầm găng mấy chục triệu á cô chú anh chị và các bạn. Mình nghe nói là sau này nếu hầm găng chắc khỏe đó sẽ làm hầm găng kim cương. Hầm găng kim cương là Bạn biết xài số từ luôn các bạn. chị Loan được làm răng đó là chuẩn bị là chị Phương Lê á, là cũng Dạ, chị sẽ Phương Lê tài trợ. chi ra một số tiền rất là lớn nữa là làm phim luôn, làm phim cho chị Loan á về sóng gió gia tộc các bạn. Dạ. Thì cũng sắp tới đây chị Loan cũng sẽ phát quà từ thiện tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 á cô chú. Thì cũng nghe chị Loan nói là đến ngày 14 tháng 8 á cô chú anh chị, thì chị Loan cũng sẽ phát bánh trung thu tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 á cô chú. Có bé bánh bánh trung thu cho bờ lóc bắp tiêu ông ta. Không biết cái đó thì cứ đến đó mà ai nhận Dạ, được thì nhận thôi. dạ chị không lo, nếu xem được kênh em á thì ra bên ngoài phát cho em một món một cái hộp bánh trung thu nha chị Loan. Dạ, em cảm ơn chị nhiều. Hiện tại bây giờ thì trời nhiều mưa nó không chút. Hiện tại bây giờ thời tiết ở ngoài thì trời đang chịu mưa, đang hôi dù lùi luôn. Dạ. Dạ thì hiện tại bây giờ là Hà Quân Vlog và anh Dầu Tiệm Vlog có mặt tại nhà chị Loan nha cô chú. Thì với bạn ốc tiêu nữa cô chú anh chị, thì ba anh em của tụi em ngày nào cũng ở nhà chị Loan để quay về công việc chị Loan bán hàng để gửi đến cho các cô chú anh chị trong nước và ngoài nước được xem về để biết công việc hàng ngày của chị buôn bán như thế nào nha cô chú. Mong cô chú anh chị hãy đăng ký và cho ba kênh một like nhé, thì kênh có động lực làm video tiếp theo cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem. Phía trước thì có chồng của chị bùm bùm nha cô chú. Chồng cô chị bùm bùm vừa mua cà phê về nhé cô chú anh chị và các bạn. Cái quai của chồng chị bùm bùm thì cũng bị
gãy anh. À, xe cụ cầu Nam Vũ Linh, chúng ta cùng gom lại để xem xe cụ cầu Nam Vũ Linh nha. Xe cầu Nam Vũ Linh nhé, thấy xe là nhớ tới cầu Nam Vũ Linh. Đây là nhà cụ cầu Nam Vũ Linh nhé, cô chú anh chị và các bạn. Ngày hôm qua có điện cho chị Hồng Loan, kêu chị Hồng Loan lên dùng cơm để ngày hôm qua trên mộ có cúng lớn cho cầu Nam Vũ Linh á, kêu chị điện hội cho chị Hồng Loan lên, nhưng mà chị Hồng Loan nói là đi làm từ thiện ở ở Sóc Trăng cho nên chị Hồng Loan không lên, hẹn bữa nào đó chị Hồng Loan sẽ lên. Nói chung á là cậu Năm hồi đó tới giờ cũng đi từ thiện rất là nhiều luôn. Bây giờ chị Hồng Loan nói bước theo cậu Năm cũng đi từ thiện giống như cậu Năm Vũ Linh vậy. Vâng, chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Bờ Lóc Hóc Tiêu. Bờ Lóc Hóc Tiêu đang ở phần mộ của cậu Năm Vũ Linh nhé. Hôm nay cúng lớn cho cậu Năm Vũ Linh, bài hai vàng rất là đẹp luôn, hai bài màu tím, cây dầu màu tím, nói chung là rất là đẹp luôn. Màu tím là màu của Trung Hỷ với các bạn, cho nên rất là đẹp luôn. Bây giờ là đang chuẩn bị cho cúng lớn của cậu Năm Vũ Linh nhé. Bài trí rất là đẹp luôn cô chú anh chị và các bạn. Nếu cô chú anh chị và các bạn cảm thấy kênh hay có nghĩa thì cô chú anh chị có thể đăng ký và cho kênh một like nhé, để kênh có động lực làm video tiếp theo cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem. Bên đây là mà sao cụ phòng mộ của Nam Vũ Linh nhé. Phòng mộ của Nam Vũ Linh thì nổi bật nhất ở trong đây. Thì nổi bật nhất ở trong đây nhé cô chú anh chị và các bạn. Vâng, cô chú anh chị và các bạn thân mến, nếu cô chú anh chị thấy kênh hay có ý nghĩa thì cô chú anh chị có thể đăng ký và cho kênh một like nhé, để kênh có động lực làm video tiếp theo cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem. Phong mẫu của cô Năm Vũ Linh thì bữa nay rất là lung linh luôn các bạn. Bữa nay cúng lớn. Chị ơi, cái này là cúng trai hả chị? Cúng trai hả? Chị Hương nói là cúng trai. Chị Hương nói là cúng trai, nhưng mà thấy có bếp ga cồn á các bạn, chắc là món lẩu. Chắc là món lẩu á cô chú anh chị và các bạn. Dạ em chào anh nha. Dạ em chào anh. Nay quý vị khán giả còn kêu em nữa cơ mà. Hả? Nay quý vị khán giả bên kênh anh á có kêu em nữa không? Chừng nào quay trực tiếp mới kêu, còn không quay trực tiếp không kêu được. Dạ. Cứ quay trực tiếp là kêu à. Dạ. Tại vì ông Tiêu dễ thương mà. Bây giờ anh không phải quay trực tiếp hả? Không, bây giờ không quay trực tiếp. Bây giờ là quay clip ha. Dạ. Nhưng quay trực tiếp là chào ông Tiêu cái là có người về chào liền à. Dạ. cái tên Bờ Lóc Hóc Tiêu á, nói chung là có thể lôi cuốn được quý vị khán giả đến kênh của Bờ Lóc Hóc Tiêu, cái đó là niềm vinh hạnh của Bờ Lóc Hóc Tiêu nhé. Bên đây là phần mộ của cô Năm Vũ Linh nhé các bạn. Đây là ở Vinh Hồng, hai con rồng thì nở hoa rất là đẹp luôn. Chị
hai con gầm nở hoa rất là đẹp. Chị Nắng Sân và Tài 66 Vlog kìa các bạn. Hai người đang làm gì đó? Bắt gặp rồi nha. Bắt gặp trốn tránh là trọng chi đó. Các anh em YouTube ở đây thì rất là hòa đồng các bạn, rất là vui nhé. Khi có những anh chị em YouTube như vậy nhé. Phân đây là hai bé gái rất là dễ thương. Bé bự đây. Kinh Blog Ốc Tiêu. Nhớ đăng ký và ủng hộ kênh Blog Ốc Tiêu nha. Dạ, cảm ơn chị nhiều. Vậy cái nó cảm ơn, không cái nó chửi. Vừa nay kênh nó hơi lớn phải không chị? Chút nó hết chứ gì. Bữa nay kênh nó bắt hơi lớn. Cái đó ai cũng biết. Nó giờ nghỉ trưa nó hết. Ai cũng biết. Bà hỏi nè, sao sáng nó không qua? Sáng thì em đu đà đu đợn, em tính hôm qua, nhưng mà hôm qua thì thấy sao sao kỳ kỳ á, cho nên em phải qua. Mấy cái gì lúc gì vậy, em đang qua. Dạ. Ta sẽ coi view của em cao, em không qua là em không coi nhất. À, trước khi em không qua đó, em cũng có quay sẵn một clip, hai clip em để dành đó. Dạ, đúng là không hay, nhưng mà bây giờ xe của em á thì nó không có tốt giống như lúc trước nữa. Dạ. Em bị cùi thì nó cũng bị què à chị. Dạ. Đó có chú anh chị không? Lý do mà Ốc Tiêu không qua thường xuyên là như vậy á. Xe Ốc Tiêu thì bây giờ nó không còn tốt như lúc xưa nữa. Ốc Tiêu mới sửa 600-700 ngàn, cho nên nó không có tốt nữa cô chú anh chị. Nếu cô chú anh chị thấy thương Blog Ốc Tiêu thì hãy cho Ốc Tiêu một like, một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ nhé, để kênh Ốc Tiêu có thể đến mọi nhà, mọi người. Dạ. Hôm nay cũng lớn để chụp hai cái bàn nè. Chị Hai ngồi, chị Hai vô lấy hai cái dù ra cho em đi chị Hai. Phương cô chú anh chị thân mến, thì Blog Ốc Tiêu có mặt ở đây cũng hơn 6 tháng rồi cô chú anh chị. Chứng kiến nhiều cái vụ việc kỳ lạ xảy ra tại mộ của Năm Vũ Linh nhé. Phần video clip của mình cũng đã dài, mong cô chú anh chị và các bạn hãy đăng ký và cho kênh một like nhé, để kênh có động lực làm video tiếp theo cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem. Vâng, thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong một ngày gần đây.